Vâng, xin chào quý khán giả của kênh YouTube Công ty Cổ phần Kiến trúc Kisato. Thì trong chương trình chia sẻ những cái mẫu nhà thực tế do Kisato thiết kế và thi công trên khắp 63 tỉnh thành, hôm nay mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng ghé thăm một căn nhà 2 tầng mang phong cách hiện đại rất là độc lạ, bắt mắt và nổi bật, khác biệt so với rất là nhiều những mẫu nhà mà chúng tôi chia sẻ trên kênh. Đó là căn nhà của nhà anh Nguyễn Viết Dũng, có địa chỉ tại xóm Đá Bạc, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ các bạn nhé. Căn nhà được chúng tôi thiết kế vào giai đoạn 2020 và cũng thi công và hoàn thiện, đưa vào sử dụng cuối năm 20 các bạn nhé. Thì đến hiện tại hôm nay chúng tôi về thăm lại công trình cũng rất là mới mẻ và gần như là cũng rất là độc đáo, vẫn còn nguyên vẹn những cái nét mới mẻ so với cái thời điểm vào hơn 2 năm về trước các bạn nhé. Thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi vào bên trong gặp gỡ chủ nhà, lắng nghe những chia sẻ của bác, của anh sau khi mà căn nhà đi vào sử dụng được một thời gian rồi mọi người nhé. Vâng, xin mời mọi người. Vâng, thưa quý vị các bạn, tôi đang ngồi nói chuyện với bác Kỷ, là bố của anh Dũng. Thì chúng ta sẽ trò chuyện với bác một chút về những quá trình thi công cũng như là cảm nhận của bác khi mà căn nhà đã đưa vào sử dụng được 3 năm rồi bác nhỉ, gần 3 năm rồi đúng không bác? Dạ vâng. Bác chia sẻ mọi người một chút là cái căn nhà mình trong quá trình thi công ấy, sau khi mà nhận hồ sơ bản vẽ thiết kế bên công ty chúng cháu, thì cái quá trình xây dựng có gặp khó khăn gì không bác? Thợ đọc hiểu bản vẽ có dễ dàng không ạ? Thật ra mà nói với các anh như thế này, với vùng quê thì cái thuê thiết kế xây dựng là khó. Dạ vâng. Thế có cái là lần đầu tiên em nó có điều kiện thì trước hết là nó nhờ đến công ty Kisato để thiết kế. Sau khi nhận cái bản vẽ của công ty ấy, thì về cùng trao đổi với thợ, thì rất may là ông thợ cả đã làm rất nhiều nơi rồi, đọc bản vẽ làm theo đúng thiết kế của bản vẽ, không ghi sai. Thì có một cái trục trặc ban đầu là cái phần móng thì em cũng gọi cán bộ của công ty kỹ thuật về với thì công ty cũng đã kịp thời lên để bổ sung hỗ trợ với cùng với ông cả lúc đấy là lo công trình này. Dạ vâng. Nhưng mà cái công trình sau khi xây dựng lên mới trồng mộc thành khung lên đấy thì đã cảm thấy nó mỹ mãn. Dạ. Sau khi hoàn thiện các thứ thì thật ra mà nói vừa trao đổi với anh là công trình thiết kế là vô cùng hợp lý. Dạ vâng. Tiết kiệm mà đẹp. Dạ. Phong cách ở đây là độc lạ đúng không? Chưa thấy có công trình nào. Chưa có. Một cái thứ hai là cái công năng sử dụng thì nó tuyệt vời luôn. Dạ vâng. Tuyệt vời luôn, tôi dạ. Thấy cảm thấy với khoảng 90m² một sàn bác nhỉ. Rất tiết kiệm. Dạ. Mà công năng lại có vẻ rất thoải mái sử dụng. Dạ vâng. Nhưng mà thật ra mà nói thì đúng là làm nhà nếu có điều kiện thì nên thuê thiết kế. Dạ vâng. Nên có thiết kế. Dạ. Như thế thì nó hợp lý. Dạ. Thế cái chi phí xây dựng nhà mình cái thời điểm đấy hết khoảng bao nhiêu nhỉ bác? Chi phí em nó nói khoảng độ 1.6 tỷ. 1.6 tỷ và 1.6 tỷ là toàn bộ cả nội thất nhé bác. Nếu mà tính cả nội thất bếp núc các thứ thì nó khoảng xuất tiền 1.8 tỷ. À và 1.6 tỷ là nguyên phần xây dựng nhà thôi. Nguyên phần xây dựng sân bãi cổng ngõ. Dạ và lại để là thế. Và thì sắm sửa nội thất trang thiết bị giường chiếu các thứ thì tủ bếp của các thứ nó xuất tiền khoảng 1.8 tỷ. Và hôm nay anh em cháu về đây thăm lại công trình quá ạ. Xin phép bác cho bọn cháu quay lại video nhà mình nhé. Xong rồi là bọn cháu sẽ cho lên kênh YouTube công ty để mọi người có thêm một cái mẫu nhà tham khảo. Rất là nhiều nhà biết đâu họ lại thích nhà mình, họ lại tham khảo xây dựng. Công ty cũng có một món quà nhỏ nhỏ gửi tặng gia đình mình. Cảm ơn bác và anh đã tin tưởng sử dụng dịch vụ thiết kế với nhà với công ty chúng cháu ạ. Dạ vâng. Thì một lần nữa chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Cho vợ chồng em thì xin trước hết là cảm ơn công ty. Dạ. Cảm ơn sự quan tâm của công ty đã dành thời gian đến với gia đình tôi mà lại có cái băng để đưa lên YouTube. Dạ. Để giới thiệu cái sản phẩm của công ty thì quả là cái phấn khởi. Dạ. Chúc công ty làm ăn ngày càng phát đạt. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Có rất nhiều khách hàng tìm đến với công ty. Dạ, dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Vâng. Dạ.
Vâng, vừa rồi thì quý vị và các bạn đã được lắng nghe những cái cảm nhận cũng như chia sẻ của gia chủ về cái căn nhà này. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ khám phá cái thiết kế ngoại thất của công trình, và sau đó chúng ta sẽ đi vào bên trong để tham quan cái bố trí công năng ở bên trong mọi người nhé. Đó. Thì vị trí tôi đang đứng đây đấy chính là cái khuôn viên ở phần sân trước của ngôi nhà. Thì khuôn viên đất của gia đình nhà anh Dũng thì rất là rộng. Mọi người nhìn ở trên máy bay thì đã hình dung rất là rõ khuôn viên đất rồi, xung quanh này rất là nhiều vườn cây cối các thứ thì đều là của gia đình hết. Cái thế đất ấy, thì hiện tại đang trước mặt chúng ta là đường quốc lộ đó và cái quấy chân dốc, cho nên là khi mà về khảo sát tư vấn đã tư vấn cho gia đình là quyết định giữ nguyên hiện trạng, chúng ta không múc xuống để cho công trình được nổi trội hơn ở vị trí xây dựng, sẽ bao quát được, mọi người có sẽ có cái nhìn bao quát được toàn bộ khuôn viên công trình này. Và thứ hai là cái địa thế dốc này chúng ta cũng không nên hạ xuống quá thấp các bạn nhé. Đấy, thì sau khi mà chúng ta nhìn thấy công trình hoàn thiện và được xây dựng ở cái định vị vị trí này, công trình là cực kỳ đẹp và nổi trội này. Đó. Để đầu tiên chúng ta sẽ phân tích một chút về cái thiết kế kiến trúc với cái hình khối rất là nổi bật, hiện đại này, bắt mắt này, và cái phong cách hiện đại này thì các bạn thấy đây, chúng ta quan sát này. Có lẽ khi mà quý vị các bạn theo dõi kênh của Kisato, các bạn cũng thấy chúng tôi chia sẻ rất nhiều mẫu nhà rất là đa dạng. Thì hôm nay các bạn thấy đây, cái mẫu nhà này thì rất là khác biệt với những thiết kế rất là phá cách này. Đầu tiên phần mặt tiền các bạn thấy đây, ở phần về hình khối chúng ta có những mảng nhấn ra phía trước này. Mảng nhấn ra ở phía trước ở trên tầng 2 này thì các bạn thấy đây, với những thiết kế với đường cong rất là mềm mại, rất là bắt mắt ở phía trên tầng 2, rất là nghệ thuật. Được sơn màu trắng này. Trên cái nền ở dưới tầng 1 thì chúng ta có vật liệu ốp lát đá rất là đẹp, với những chi tiết ốp đá và những chỉ lõm cũng ốp đá các bạn nhé. Đó, rất là đẹp và rất là khỏe khoắn này. Phần ban công trên, cá nhân mình khá là ấn tượng với những cái thiết kế độc đáo và kết hợp với hệ lan can kính rất là hiện đại, đậm chất cá tính của gia chủ. Đó, vật liệu cửa thì các bạn thấy đây, cửa thì cũng dùng vật liệu rất là hiện đại này. Phào chỉ thì các bạn thấy đây, với những cái chú tâm vào hình khối, phát triển hình khối là chính, chúng ta không thiết kế quá nhiều phào chỉ các bạn nhé. Chủ yếu là phần cửa sổ này, gần như là không có phào chỉ, dùng hình khối để tạo điểm nhấn cho cái không gian kiến trúc của ngôi nhà ngoại thất. Đó. Ở bên này thì vị trí tôi các bạn sẽ chuyển sang đây một chút thì chúng ta sẽ có view nhìn đẹp hơn và tổng thể cũng như là bao quát hơn. Với góc nhìn 2/3 của view nhìn thì các bạn sẽ quan sát được cái sự nổi trội của công trình về cái phần hình khối, thiết kế hình khối. Đó. Ở đây thì mọi người thấy đây, quan sát trên cái nền ốp đá và ốp tường bằng đá, toàn bộ không gian mảng tường tầng 1. Chúng ta trên chúng ta chuyển sang với những hình khối nhấn ra này, vị trí giật vào này, ban công đua ra này, vật liệu cửa này, vật liệu lan can này. Những cái vật liệu có thể là rất là quen thuộc với quý vị và các bạn, nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp với cái hình khối này thì công trình rất là bắt mắt này. Đấy. Những vị trí ban công kia nếu mà chúng ta trang điểm thêm những cái bồn hoa, cây cảnh này, một vài những dòng cây leo chống nắng này, nó buông rủ xuống không gian tầng 1 này nữa thì công trình nhìn chắc chắn sẽ rất là nghệ thuật các bạn nhé. Đấy. Chúng ta hiện tại thì cũng chưa có nhiều cây xanh trang trí lắm, cho nên là nhìn nó còn chưa được hoàn hảo 100%. Đó. Về phần thiết kế ánh sáng thì chúng ta sẽ có những cái phần ban công đua ra này. Ở dưới ban công thì sẽ có những hệ đèn downlight chiếu xuống. Ở phần ban công trên tầng 2 nữa các bạn nhé, có những hệ đèn downlight chiếu xuống này. Thì về buổi tối bật lên công trình rất là đẹp, rất là lung linh. Đó. Ở cái mảng bên này thì về hình khối thì tường chúng ta nhấn ra để khu vực sảnh phụ bước vào bếp này. Ở trên ban công thì vẫn đua ra. Đó. Ở view trên kia cũng là có một cái phòng ngủ master, lát nữa mọi người lên thì sẽ hình dung cái không gian lại cực kỳ đẹp các bạn nhé, với những thiết kế mở rất là đẹp. Đó. Những vị trí phào chỉ cắt vuông xen kẽ cái phần này ban công đua ra, chúng ta nhấn vào ban công một chút chỗ này, tạo thêm một cái vách kính chạy dọc từ tầng 1 lên tầng 2 mọi người nhé. Ở trên chúng ta kết hợp với những tường xây này, lan can kính này. Đó. Khi mà chúng tôi trao đổi phương án thiết kế với anh thì anh nói có chia sẻ là toàn bộ phần mái trên sau này anh muốn là lắp hệ thống năng lượng mặt trời các bạn nhé. Nên là chúng tôi thiết kế trên cái phần tường xây ở van trên sẽ xây cao lên một chút.
sau này lắp hệ thống mặt năng lượng mặt trời trên thì cái view nhìn dưới sẽ gần như giấu hết được toàn bộ những cái hệ thống năng lượng mặt trời ở trên đó. Trên đó có làm tum để chúng ta lên trên mái để chúng ta sử dụng cái không gian mái cũng như là điện năng lượng mặt trời các thứ. Hiện tại anh chưa lắp nhưng mà dự tính sau này tiến tới là anh sẽ lắp cái hạng mục này, vì hiện tại điện năng lượng mặt trời đã gần như là đã cho đấu nối lại để bán ra, đẩy ra cái điện lưới quốc gia rồi các bạn nhé. Đó. Mời quý vị các bạn thì chúng ta sẽ quan sát lại một lần nữa tổng thể của ngôi nhà này một lần nữa, sau đó thì chúng ta sẽ đi vào bên trong để xem cái bố trí công năng ở bên trong nó khoa học và nó tiện nghi như thế nào mọi người nhé. Vâng, thưa quý vị các bạn, từ sảnh chính chúng ta bước vào sẽ là đến với không gian của phòng khách. Phòng khách cũng được thiết kế với phong cách hiện đại rất là thông thoáng, như mọi người thấy đây, chúng ta có cửa sổ nhôm hệ ở đây này, rất là thoáng này. Khi chúng ta kéo cái rèm lên thì là không gian phòng khách rất là thoáng. Ở đây sẽ là khu vực đặt bàn ghế uống nước này. Trần này được chúng tôi thiết kế là trần thạch cao các bạn nhé. Đó. Ở bên này các bạn để ý đây, chúng tôi thiết kế thêm một cái vách kính lấy sáng này, tạo cái điểm nhấn phối. Các bạn nhìn quan sát ở bên ngoài, căn nhà trở nên rất là đẹp hơn. Ở đây chúng ta có một cái vách ngăn để ngăn cách giữa không gian của phòng khách với phòng bếp. Vách ngăn này kết hợp và để tủ kệ tivi luôn mọi người nhé. Đó. Phòng khách này với cái diện tích thiết kế là khoảng 23 mét vuông các bạn nhé, hơn 23 mét vuông một chút, cũng rất là rộng. Thông thoáng nữa. Đó. Từ không gian phòng khách này mọi người đi xuống dưới này, chúng ta sẽ đến với không gian phòng bếp. Phòng bếp này với diện tích khoảng hơn 30 mét vuông các bạn nhé, rất là thoáng. Chúng ta có khu vực đặt bàn ăn ở đây, khu vực nấu nướng ở bên này. Trần thì cũng được thiết kế trần thạch cao với những hệ đèn downlight, đèn hắt, khi bật đèn lên màu hồng rất là ấm áp các bạn nhé. Đấy. Thì không gian bếp thì chúng ta có những cái thiết kế tủ bếp cũng rất là đẹp ở đây, rất là hợp với phong cách hiện đại. Đó. Ngoài ra thì các bạn thấy ở bên này này, cái không gian bếp chúng ta còn có một cái sảnh phụ đi ra sân nữa. Khi mà ăn uống chúng ta ngồi đây cũng như nấu nướng, chúng ta mở khu vực sảnh phụ này rất là thoáng, lấy được gió rất là mát này. Với lại là chúng ta có cái lối đi tiếp cận đi chợ búa về và đây sơ chế thực phẩm nấu nướng, chúng ta đi bằng sảnh này mọi người nhé. Đó. Ở bên này thì chúng tôi thiết kế cho gia đình thêm một cái bức ngăn ở đây. Phân chia không gian thì ở góc kia chúng ta sẽ có cái khu vực vệ sinh chung của tầng 1 này. Ở đây thì cái kết nối với công trình phụ trợ bắn mái tôn ở phía sau nhà mọi người nhé. Thì đây có vị trí cửa trượt đây các bạn thấy đây. Đấy, cũng rất là thoáng, rất là sáng này. Đây. Rất là thoáng mọi người nhé, khi chúng ta sử dụng cái không gian bếp này. Đó. Thì đây, chúng ta sẽ xuống dưới đây. Đây là khu vực vệ sinh chung mọi người nhé. Vệ sinh chung này được chúng tôi thiết kế với cái diện tích là khoảng 5 mét vuông. Rất là rộng mọi người thấy đây, rất là rộng này. Đó. Ở đây chúng tôi thiết kế một cái cửa ở đây. Cửa này thì nó gần như là ở dưới tầng 1 nó sẽ là một cái hành lang các bạn nhé. Thì trên chúng ta sẽ có không gian vệ sinh ở trên tầng 2. Thì lát nữa mọi người sẽ lên trên tầng 2 chúng ta sẽ tham quan. Đó. Thì cửa nhôm hệ này. Đó. Đi ra đây, đây là khu vực nhà để xe cũng như là bếp phụ, tức là công trình phụ trợ ở phía dưới này các bạn nhé. Thì anh bắn mái tôn kết nối với không gian của nhà chính này. Đó. Quay trở lại với cái không gian cuối cùng ở dưới tầng 1 này thì ở đó sẽ là một cái phòng ngủ với cái diện tích thiết kế là khoảng hơn 10 mét vuông các bạn nhé. Đó, các bạn thấy đây, cửa sổ nhìn ra phía trước này, có rèm chắn nắng, cửa sổ rất là thoáng. Các bạn thấy đây, với những phong cách hiện đại thì chúng tôi thiết kế thường cửa là cửa nhôm hệ với những cái thiết kế rất là to rộng thoáng để tối ưu ánh sáng vào trong không gian sử dụng. Đó, với cái diện tích là 13 mét vuông mọi người nhé, cũng khá là hợp lý rồi. Tiếp theo thì mời quý vị các bạn chúng ta sẽ lên thang để lên không gian tầng 2 tham quan cái thiết kế bố trí công năng ở trên tầng 2. Thang thì mọi người thấy đây, chúng tôi thiết kế là 3 vế này, có chiếu nghỉ này, cửa mở lấy sáng ở đây. Đó. Rất là thông thoáng. Lan can thì lan can tây vịn bằng gỗ này, tấm bảo vệ bằng kính rất là phù hợp với cái phong cách hiện đại của gia chủ. Đó. Đầu tiên khi mà lên đến không gian trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có một cái không gian gọi là sinh hoạt chung nhỏ ở đây. Đó. Với cái diện tích khoảng hơn 90 mét vuông một sàn thì chúng tôi cũng là bố trí rất là khéo, các bạn thấy đây, chúng ta cũng có rất là nhiều phòng chức năng ở những điểm nhấn, những cái vách kính lấy sáng này. Cái vách kính này khi mà chúng ta quan sát có ưu điểm lấy sáng, chúng ta quan sát cái hình khối bên ngoài căn nhà cũng rất là nổi trội hơn rất là nhiều mọi người nhé. Đó.
Cái không gian trên tầng 2 này thì mời mọi người chúng ta sẽ khám phá về phía này trước. Đó. Đầu tiên là cái không gian thờ cúng của gia đình. Với cái diện tích thiết kế là rơi khoảng gần 10 mét vuông mọi người nhé. Đó. Phòng thờ này thì chúng ta có một cái cửa sảnh kéo rèm ra rất là thoáng mọi người nhé. Đó, cửa nhôm hệ mở được thiết kế rất là to rộng, các bạn thấy đây. Mở quay nhé. Ngoài này là sảnh, sảnh thì các bạn quan sát ở phần ngoại thất thì cũng đã hình dung và quan sát rất rõ cái sự nổi trội và cái nổi bật cũng như sự khác biệt với phần sảnh này. Sảnh được thiết kế với kính cường lực bảo vệ này, tay vịn bằng inox này với những cái đường cong rất là nghệ thuật, đó, rất là đẹp. Quay trở lại thì bên này, khi mà mọi người rẽ tiếp sang đây, chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ với diện tích khoảng 13,5 m². Phòng ngủ này cũng là ở bên dưới của cái không gian phòng ngủ tầng 1 mọi người nhé. Thì cũng với những cái thiết kế rất là thoáng đãng, các bạn thấy đây. Đó, khi mà chúng ta kéo cái rèm lên ấy, không gian nó rất là sáng. Ở bên này cửa sổ, bên này cửa sổ này. Thế thiết kế đây là vị trí đặt giường nhìn ra đây, đó. Và hiện tại thì gia đình chưa sử dụng đến cái phòng này mọi người nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi về phía sau nhà. Đó. Phía sau nhà này chúng tôi thiết kế cho gia đình thêm hai phòng ngủ nữa. Đó, chúng ta sẽ phải đến phòng ngủ đầu tiên. Đó. Không gian phòng ngủ này thì các bạn để ý một chút nhé, cực kỳ thoáng, view cực kỳ đẹp này. Đó, chúng ta có những cái hệ cửa lùa đây. Đó. Rất là thoáng, khi mà chúng ta muốn có không gian thoáng đãng mát mẻ thì chúng ta sẽ kéo rèm ra, mở cửa ra lấy gió tự nhiên, rất là thoáng mát đây. Ở ngoài này các bạn sẽ thấy cái không gian lan can chạy hành lang đây, và kết hợp với những cái hệ ban công đua ra ở phía trên, đèn đào lai chiếu xuống rất là đẹp, rất là thoáng. Đó, khi mà các bạn không sử dụng nó, chúng ta trượt cái cánh cửa này vào, đó, rất là đẹp với những chi tiết hoa văn dán ở đây này. Đó. Đó thì còn đây, đây là cái khu vực vệ sinh khép kín của phòng ngủ này. Vệ sinh này thì với diện tích khoảng hơn 4 mét vuông một chút, đó, cho không gian phòng ngủ này cực kỳ hợp lý này, view lại cực kỳ đẹp, thoáng mát nữa. Đó, không gian phòng ngủ này thì đúng là rất là tuyệt vời. Đó. À, đây thì mọi người thấy đây, thêm một cái điều khá là đặc biệt nữa là cái tủ âm tường các bạn nhé. Đó, tủ âm tường này. Các bạn có, đây cũng thể là một cái tham khảo các bạn thiết kế bố trí công năng nội thất khá là hay. Đóng cái cửa này vào này, tủ quần áo này, đó, rất là hay này. Mọi người tham khảo nhé, thiết kế khá là thông minh. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ rẽ sang bên này, sẽ có một cái phòng ngủ với cái diện tích thiết kế là cũng khoảng 12 mét vuông các bạn nhé. Đó, cửa sổ rất là thông thoáng, khuôn viên đất nhà anh rất là rộng, xung quanh nhà thì đều có khuôn viên hành lang hết. Đó, cửa sổ mở được bốn xung quanh, phòng ngủ nào cũng vậy. Và toàn bộ cái phòng ngủ trên tầng 2 này có mới sử dụng có một phòng bên này thôi mọi người nhé, còn bên này thì gia đình cũng chưa sử dụng. Và cuối cùng khi mà chúng ta đi xuống hành lang dưới cuối nhà này thì sẽ có một cái vệ sinh chung của toàn bộ không gian tầng 2 với cái thiết kế rơi khoảng gần 5 mét vuông các bạn nhé. Vị trí vệ sinh này đồng trục với vệ sinh ở dưới tầng 1 mọi người nhé, đồng trục với vệ sinh chung ở dưới tầng 1. Đó. Cuối hành lang thì chúng tôi không quên thiết kế gia đình thêm một cái cửa sổ ở đây, chúng ta lấy sáng cũng như lấy gió đối lưu thông thoáng và dọc hành lang của ngôi nhà là tối ưu nhất cho không gian lưu thông không khí, để đảm bảo làm sao ở cảm giác nó sẽ thông thoáng nhất có thể. Đó. Thì vừa rồi mọi người đã cùng tôi tham quan một cái mẫu nhà phố 2 tầng 1 tum với phong cách hiện đại, với những cái thiết kế rất là đột phá này, khác biệt so với những cái mẫu mã mà công ty đã chia sẻ rất nhiều trên kênh. Đó. Thì với cái phong cách hiện đại thì hy vọng là qua video này mọi người có thêm một cái mẫu nhà để tham khảo trong cái quá trình xây dựng ngôi nhà tương lai của mình. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại trong video chia sẻ nhà tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa.
Văn phòng Kisato thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.